Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách làm pate gan. Và pate gan thì các bạn có thể sử dụng trong rất là nhiều món, như đơn giản nhất đó là bánh mì kèm pate. Thứ hai, ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng để ăn xôi hoặc là ăn cơm cũng rất là ngon. Và các bạn nhìn thấy pate của mình thế nào ạ? Và để thực hiện thì các bạn cần chuẩn bị những cái nguyên liệu như sau. Nguyên liệu đầu tiên mà các bạn cần phải chuẩn bị đó chính là gan lợn. Thứ hai đó là thịt vai và mỡ. Tiếp đến là một miếng mỡ mỏng và bì lợn, sữa tươi, hành khô, tỏi khô, hạt tiêu, bột canh hay là muối, bơ và bánh mì. Đầu tiên thì các bạn sẽ sơ chế gan. Gan sau khi mua về thì các bạn sẽ rửa sạch và chúng ta sẽ chuẩn bị đến công đoạn tiếp theo. Đó là các bạn sẽ thái gan ra và chúng ta sẽ ướp gan với sữa. Ở đây định lượng là với khoảng 3 lạng gan thì các bạn cứ thái gan thành miếng này. Sau đó thì các bạn sẽ ngâm cho sữa tươi vào ngâm sao cho sữa tươi ngập gan. Việc sử dụng ngâm sữa tươi gan vào trong sữa tươi để khử mùi tanh và bớt độc để làm cho món pate gan của các bạn thơm ngon hơn. Các bạn có thể sử dụng sữa tươi không đường hoặc là sữa tươi có đường đều được. Ở đây thì mình sử dụng sữa tươi không đường. Các bạn sẽ ngập gan trong khoảng từ 15, ít nhất là 15 phút hoặc là 30 phút đến 1 tiếng. Tiếp đến là bì lợn thì sau khi mua về thì các bạn cũng làm sạch và các bạn sẽ cho vào luộc. Khi luộc thì để cho bì được thơm ngon hơn thì các bạn có thể cho thêm một chút muối trắng, một chút chanh và một chút hành khô thì nó sẽ rất là thơm. Đối với thịt thì với 3 lạng gan thì các bạn cũng chuẩn bị cho mình khoảng 3 lạng mỡ và khoảng cái lượng thịt thì gấp đôi lượng gan đi. Thịt thì cũng gấp đôi mỡ. Các bạn áng khoảng như vậy, còn tùy vào khẩu vị của gia đình mà các bạn có thể điều chỉnh. Thịt nạc vai và mỡ khổ thì các bạn sẽ thái ra và chúng ta sẽ cho vào xay. Phần thịt và phần gan này xay thì phần thịt và phần mỡ này xay thì các bạn không cần phải xay quá nhuyễn. Các bạn chỉ xay giống như các bạn xay thịt ở ngoài hàng. Đây các bạn xay thành như thế này. Tiếp đến là phần mỡ. Phần mỡ này là các bạn để sử dụng để lót dưới đáy nồi khi các bạn hấp. Vì nếu như bạn nào khéo tay thì các bạn sẽ thái thành những cái lát mỏng to. Còn nếu như bạn nào không thái được thì các bạn sẽ lấy mua một cái miếng mỡ dày và sau đó thì các bạn sẽ thái thành những miếng mỏng như thế này theo chiều này, sau đó chúng ta sẽ xếp sau. Đây là hành khô và tỏi khô. Đã bóc vỏ và hành khô và tỏi khô này thì không thể thiếu được trong món này. Nó tạo lên một cái hương vị đặc trưng của món pate rất là thơm. Gan sau khi mà các bạn đã ngâm xong thì các bạn sẽ vớt ra để ráo và chúng ta sẽ phải xào qua gan để cho gan được pate được thơm. Các bạn sẽ cho một nửa hành khô và tỏi khô vào, các bạn sẽ phi thơm lên. Sau đó các bạn sẽ cho gan và chúng ta xào qua.
Và phần bánh mì thường thì các bạn chỉ sử dụng cái phần thịt mềm ở phía trong, phần ruột bánh mì, như ở đây thì các bạn có thể sử dụng cả một cái bánh mì. Sau đó thì các bạn sẽ cho phần sữa còn lại vào để các bạn ngâm, có nghĩa là sao cho vừa đủ ngập bánh mì. Ví dụ như với khoảng 3 lạng gan thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình khoảng một cái túi bịch sữa khoảng 220ml ấy. Đấy là áng chừng nhé, các bạn sao cho ngâm nó vừa đủ ngấm. Gan sau khi đã xào các bạn để hơi nguội thì các bạn sẽ cho vào xay, bởi vì khi để nóng quá thì xay nó sẽ hại máy. Đã có thịt xay này, gan xay này, phần hành khô và tỏi khô còn lại thì các bạn sẽ cho vào xay. Cái phần bánh mì mà sau khi các bạn đã ngâm mềm thì các bạn cũng cho vào xay. Và để tạo thêm thơm hơn một chút thì các bạn có thể cho thêm một chút bơ. Với cách làm này thì pate của các bạn ra rất là thơm, ngon và không quá khô. Và phần bì lợn sau khi các bạn đã luộc, và ở đây lưu ý một chút là đối với phần bì này thì các bạn phải luộc kỹ hơn bình thường, như các bạn các món khác các bạn dùng bì, để khi các bạn xay được dễ hơn và nhanh hơn. Và ở đây thì mình luộc bì tương đối kỹ nên là khi xay nó sẽ dính như thế này, rất là keo, các bạn cảm giác giống như keo keo dính dính, giống như các bạn sử dụng gelatin ấy. Khi mà các bạn ngâm xong nó sẽ keo dính như thế này. Đây là phần bì sau khi các bạn đã xay xong nhé. Và bây giờ thì các bạn sẽ trộn tất cả cái hỗn hợp này vào, và để thêm các bạn sẽ cho thêm cho mình ở đây khoảng từ 1 đến 2 thìa bột canh, thìa sữa chua đấy, và đây mình dùng người rất nhỏ, và hạt tiêu. Hạt tiêu ở đây thì các bạn có thể trộn luôn, hoặc là có một số người để sử dụng cách là sau khi các bạn hấp xong thì các bạn mới trộn hạt tiêu, bởi vì sợ là khi nhiệt độ cao thì cho hạt tiêu vào là không được tốt, nên là các bạn có thể trộn luôn ở đây đoạn này, hoặc là các bạn để khi các bạn hấp xong thì các bạn mới trộn. Sau đó thì các bạn sẽ trộn đều tất cả những cái gia vị này vào với nhau. Phần đến các bạn sẽ lấy khuôn và các bạn sẽ cho lót cái phần mỡ mỏng ở phía dưới. Và với cách làm pate này mình đảm bảo rằng rất là ngon. Và một bữa sáng thì các bạn chỉ cần một lát bánh mì kẹp pate và để vào lò nướng trong khoảng từ 5 đến 10 phút ở nhiệt độ từ 150 đến 160 độ C là các bạn đã có ổ bánh mì pate cực ngon và rất là giòn ạ. Và một thêm một vài cái gia vị khác như một vài lát dưa, một vài rau sống. Và bây giờ thì các bạn sẽ cho pate vào và các bạn hấp. Sau đó thì các bạn có thể dùng cái giấy bạc các bạn bịt phía trên, nên cho hạn chế nước nó rơi xuống khi các bạn hấp. Và để hấp thì các bạn có thể sử dụng nồi thường, hoặc là để nhanh nhất thì các bạn cho vào nồi áp suất. Nếu như nồi thường thì các bạn phải hấp khoảng từ 3 đến 4 tiếng, còn nếu như nồi áp suất thì các bạn chỉ cần hấp trong khoảng thời gian từ 1 đến 1,5 tiếng là pate đã đủ ngon rồi. Các bạn sẽ cho nước vào, chúng ta sẽ lót một cái đĩa ở phía dưới. Sau đó các bạn sẽ cho nước vào đủ trong cái thời gian để các bạn
thấp trong khoảng từ 1 đến 1,5 tiếng mà nước không bị cạn. Ở đây là áp suất nhà mình hơi cũ luôn ạ. Và đây là thành phẩm sau khi các bạn hấp từ 1 đến 1,5 tiếng thì các bạn để cho hơi nguội thì chúng ta sẽ bỏ ra. Và đây là thành phẩm pate sau khi các bạn đã làm xong. Rất là thơm. Và các bạn nhìn thấy rằng thành phẩm ở đây rất là thơm và mịn, không hề bị khô. Các bạn có thể sử dụng là bánh mì pate, ăn với xôi, ăn với cơm. Và mình xin nhắc lại cách mà các bạn có thể sử dụng làm bánh mì pate tại nhà là các bạn dùng bánh mì các bạn kè pate, vài lát dưa với rau sống và một số cái gia vị khác như là ruốc mà các bạn thích. Sau đó thì các bạn sẽ cho vào lò nướng trong khoảng 5 đến 10 phút ở nhiệt độ từ 150 đến 160 độ C thì bánh mì sẽ rất giòn và ăn sẽ rất ngon đấy ạ. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Hãy ấn like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp mình nhé. Và ngoài ra thì cũng rất mong nhận được sự chia sẻ cũng như góp ý của các bạn. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.